Hello mọi người, chào các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Ubitso. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Aerox rất là ngon, đó là con Effie Finan. Thì con này nó còn khoảng hơn một ngày nữa để cho các bạn claim token là miễn phí của nó nhá. Ok, thì mình cũng sẽ để cái đường link đăng ký dưới phần mô tả của video này. Nếu các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình thì đây là cái website của họ. Ok, thì bây giờ bạn sẽ chọn cho mình là cái nút claim free Aerox. Tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình là Connect Wallet này. Bạn sẽ add cho mình cái ví MetaMask nhé, hoặc là Trust Wallet tùy các bạn. Ở đây thì mình sử dụng ví MetaMask. Rồi thì cái ví MetaMask của mình đã được add vào đây. Ok, bây giờ thì bạn sẽ điền cho mình vào đây là cái địa chỉ mail của bạn nhé. Rồi mình sẽ chọn là Submit này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đi follow Effie ở trên Twitter. No. Effie Finan. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút theo dõi này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải join vào cái nhóm Telegram của họ. Bạn sẽ chọn cho mình là nút join Telegram ở đây nhé. Ok, chúng ta sẽ join channel. Rồi ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình nút claim. Để mà claim được con này thì chúng ta sẽ tốn một chút phí gas nhé. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là xác nhận này. Rồi thì mình đã claim thành công cái token này. Tiếp theo thì chúng ta có thể kiểm tra cái contract của họ ở đây. Rồi ok, sau khi mà mình đã tiến hành claim con token Effie Finan này, mình đã có check cái ví MetaMask trên BSC Scan thì tiền nó đã về luôn tài khoản của mình nhá. Mình chỉ claim được khoảng một cái token Effie. Rồi thì mình có check trên sàn PancakeSwap. Không biết là giá của nó hiện tại là bao nhiêu. Mình sẽ check ở đây là USDT. Rồi thì một con Effie này nó tương đương với khoảng là 0,2 đô. Thì mình cũng sẽ hold cái con này nhá. Mình không bán đi thì vì mình cũng không có quá là nhiều cái token này. Rồi ok, thì mình cũng sẽ để cái đường link đăng ký dưới phần mô tả video này cho mọi người có thể dễ dàng tham gia kèo kèo Aerox này nhá. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it. We'll be right back.